Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Con nhỏ em nó bị đi khám bác sĩ, nói là bị điếc hẳn luôn rồi, mà đi mua cái máy trợ thính nó 8,5 triệu của Mỹ, xài được có 1 năm rồi thôi, nó xài không được, nó bị cái âm thanh ở ngoài nó hút vô nó không nghe được. Rồi bữa hổm lên đây bấm chữa ù tai điếc tai thì nó cũng chưa có nghe được nhiều, chỉ nghe được tiếng của thầy có 1 tiếng thôi. Rồi về nhà từ từ làm, ngày là làm một lần, làm từ từ bữa nay á, thì điện thoại về nhà đó, nó đã cầm điện thoại nó nghe được, chứ thường khi á là phải nhờ người khác nghe dùm rồi dịch lại. Từ hôm đó đến nay được bao nhiêu bữa thì chị bấm được bao nhiêu lần rồi? Chắc chừng có 4 lần. Bấm được 4 lần. Nghe vui quá ha. Mà hôm trước tới đây là chị thấy là cái mặt là biết đặt luôn á. Đúng rồi, không nghe thấy ai nói gì luôn á. Bây giờ bấm điện thoại nói chuyện với bà mà thực tế. Lớp hỏi nhau nhau mà chị ngồi mặt chị tỉnh bơ à. Còn ngồi khóc nữa, tủi thân khóc. Vâng, khóc hoài à. Bấm điện thoại nói chuyện với bà vài câu này. Mà trong sinh hoạt thì sao, khi mà điếc cái cản trở sinh hoạt thế nào? Nó chậm lắm, nó xử trí cái gì cũng chậm lắm. Nó ảnh hưởng toàn bộ. Mà có ai thế xung quanh có cái phiền trước gì về chuyện đấy không? Chửi quá. Thì bị chửi. Ở nhà mà nói không nghe cái bị người này người kia mình bị điếc. Tội nghiệp ha. Giờ bây giờ nghe được vui lắm ha. Bây giờ nghe cũng được đỡ. Thôi ít nhất là cũng cải thiện được trong cái sinh hoạt của mình rồi. Cái này mọi người phải hoan hô chị Vân đi. Bởi vì là chị Vân chính là cái người giúp cho cái cô em của mình nghe được đó. Mọi người xin một tràng vỗ tay. Đó, cái đấy là liên tâm đấy mọi người. Liên tâm đấy, đi thầy bà nào được đâu. Mà chị về, nhờ bà chị về làm cho em đó. Mà thành công. Rồi, chúc mừng chị với gia đình chị. Cái lúc mà nhỏ em nó bị nghe không được á, thì mỗi lần mà điện thoại về nhà á, thì phải nhờ người nhà nghe điện thoại xong rồi nói lại á, là cái tiếng đó là của người nhà mà đã nói quen, nó nghe quen á, thì nó mới nghe được. Còn bây giờ thì điện thoại về nó cầm máy là tự động nó nói luôn được, gọi về nó nghe được hết luôn, thì là cũng quá quý rồi. Mày có 4 lần hả? 4 lần rồi à, tại vì cứ đi hoài à. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.